dựa vào cái kênh của mình tạo ra thêm những cái giá trị khác nhau. 80% số tiền từ YouTube mình luôn dùng để tái đầu tư hết. Thế thì Huy muốn hỏi về Mai Anh Tài cũng như là An Con, theo các bạn thì để trở thành một nhà sáng tạo nội dung trên YouTube về mảng âm nhạc thì các bạn nghĩ rằng cái người đó họ cần phải hội tụ những yếu tố như thế nào, bắt buộc những cái điều kiện ra sao? Đối với Ân thì Ân nghĩ là sẽ có hai thứ mà các bạn nên chú ý đến. Thì cái đầu tiên đó là các bạn phải định hình được cái phong cách của bạn và cái phong cách mà cái kênh của bạn đang hướng tới. Vấn đề thứ hai mà Ân nghĩ là mọi người nên chú ý đó là cái sự kiên trì và một cái sự gọi là có kỷ luật một chút. Tức là khi mà mình mới bắt đầu làm một kênh thì có thể sẽ khá là dễ bị nản, tại vì có thể là mình chưa có được nhiều lượt view, chưa có subscriber và không có ai quan tâm tới. Thì cái vấn đề đây là mọi người nên có một cái thời gian biểu mà mọi người sẽ ra video. Thì lúc mà mọi người có một thời gian biểu như vậy á, thì mọi người cố gắng làm theo cái thời gian biểu đó, upload video đều đặn ra nhiều, thì như vậy thì mình sẽ có cái sự tương tác với khán giả tốt hơn. Và như vậy thì thần dần thì mình sẽ có cái sự thu hút đến với người xem tốt hơn. Dạ, cảm ơn anh Con. Còn anh Tài thì sao? Không ạ, những cái ý mà em muốn nói thì cũng giống như chị An Con cũng đã vừa nêu ra rồi. Em muốn bổ sung tí nữa là ngoài cái phong cách mà mình muốn và giá trị mà mình muốn gửi tải đến người nghe và cả cái sự chăm chỉ và kỷ luật của mình nữa, thì em nghĩ còn một yếu tố nữa cũng khá là quan trọng, đó là sự sáng tạo. Sự sáng tạo, vì bây giờ em thấy là người nghe và người xem bây giờ cũng cái yêu cầu của họ cao hơn rất nhiều, cao hơn và ngày càng cao hơn nữa, nên là cái mình phải sáng tạo và mình phải trau dồi kiến thức lúc nào cũng phải nhiều hơn, nên là cái sự sáng tạo em nghĩ để làm YouTube về mảng content về âm nhạc thì thực sự là rất là cần. Cảm ơn anh Tài và cảm ơn anh Con. Và bây giờ thì có một cái câu hỏi, câu hỏi này là gần ở phần cuối chương trình, nhưng mà vấn đề này là các bạn khán giả cũng như là những bạn trở thành nhà sáng tạo nội dung YouTube rất là quan tâm. Đầu tiên đó là tiền đâu. Có nghĩa là các bạn rất là muốn biết về thu nhập của những cái đoạn mà video của chúng ta khi mà làm về mảng âm nhạc như vậy trên YouTube, thì cái thu nhập của nó sẽ tốt không, và khi các bạn thu nhập đó các bạn sản sinh ra thì các bạn sẽ tiếp tục để tạo ra những cái sản phẩm tiếp theo của mình hay là như thế nào. Thì Huy rất là muốn được nghe thêm những cái chia sẻ từ phía anh Tài cũng như là anh Con. Theo anh nghĩ thì thu nhập ở YouTube nó cũng là một cái lợi ích vật chất mà bất kỳ một nhà sáng tạo YouTube nào cũng mong muốn có được. Và thật sự nó sẽ là một cái động lực để cho các bạn có cái sự phát triển hơn về cái kênh của mình. Tuy nhiên là về mình nói về thu nhập thì nó không phải là cái mà dùng để nuôi mình. Nó không phải là một cái công việc gọi là một cái thu nhập cố định để mà mình gọi là sống vì nó. Mà mình nên nghĩ là mình sử dụng nó để mình có thể đầu tư nhiều hơn cho cái định hướng của mình với cái kênh. Thì đối với Ân thì có thể là Ân sẽ sử dụng số tiền đó để Ân đầu tư, Ân mua thêm máy, ví dụ vậy. Hoặc là mình có thể dựa vào cái kênh của mình tạo ra thêm những cái giá trị khác nhau. Ví dụ như là mình sẽ, đối với bản thân Ân thì Ân là sẽ trở thành cô giáo để mình dạy đàn, và mình có thể mình mở trung tâm dạy đàn và mình giúp cho được nhiều học viên, những người ở độ tuổi cho dù không còn nhỏ nữa, những người lớn đi làm thì họ vẫn có thể tiếp cận được cái bộ môn này. Thì đây cũng là một cái giá trị mà từ một cái kênh YouTube mà mình có thể mang lại. Mang tài thì sao? Đúng, ngoài cái việc giá trị vật chất từ tiền YouTube mang lại ra thì còn giá trị tinh thần, giá trị về quảng bá hình ảnh của mình nữa đến tất cả mọi người. Nhưng mình thực sự đến thời điểm hiện tại thì mình cũng có rất nhiều mong muốn tiếp theo để định hướng cho kênh nữa, nên là cái việc mà mình kiếm được tiền từ YouTube cũng sẽ bổ trợ một phần cho cái việc quãng thời gian sắp tới, cái kế hoạch của mình. Thì cái đúng như chị An vừa chia sẻ thì việc tiền YouTube không thể nào nuôi sống bản thân mình được, cũng tùy đấy ạ, nhưng mà với bản thân mình thì là như thế. Và mình cũng đa phần là 80%, chia sẻ thật là 80% số tiền từ YouTube mình luôn dùng để tái đầu tư hết, tái đầu tư về những sản phẩm sau. Còn 2% thì mình sẽ để dành đấy để làm những cái định hướng về sau này nữa. Là sau đó, dần dần mình tích góp dần thì cái kế hoạch cũng khá là dài, nên là việc kiên trì để có thể phát triển kênh cũng rất là gian nan, nên là việc kiếm tiền sẽ không chỉ là ngày một ngày hai từ YouTube.
Chương trình trở thành nhà sáng tạo YouTube, chuỗi talk show do báo Thanh Niên tổ chức nhằm giải đáp những thắc mắc, chia sẻ về câu chuyện nghề và thưởng thức những phút giây giải trí cùng các nhà sáng tạo nội dung nổi bật trên nền tảng YouTube vào lúc 20 giờ thứ 3 và thứ 6 hàng tuần trên kênh YouTube Báo Thanh Niên, fanpage Facebook Báo Thanh Niên và thanhniên.vn bắt đầu từ ngày 18 tháng 2 năm 2022.